Các chế theo dõi chuyện thì đừng tiếc một like, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới khi ra nhé. Let's go! Hai hai hai, hãy cho môn thần tiên môn. Quả thật là có một cao thủ như vậy làm trưởng lão, thật không thể coi thường. Nếu đối thủ của chúng ta không phải ta, nếu đối thủ của chúng không phải ta, e rằng các người mới là người cười đến giây cuối cùng. Lùi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, các người có thể chết dưới thanh kiếm này thì cũng không uổng phí kiếp này. Đỡ kiếm cho tướng quân, dù chết nhưng vinh quang. Vốn tưởng ba vị trưởng lão của thần tiên môn đã đủ mạnh rồi, không ngờ lấy ba địch một vẫn không thể nào đánh bại được đại tướng quân Trần Nhiệt. Thần tiên tông lần này trừ khi có thần tiên đến cứu, nếu không cũng khó mà thoát khỏi kiếp diệt tông. Người vui mừng hơi sớm đó, mặc dù không biết là thần tiên tông có thể cứu thần tiên, mặc dù không biết thần tiên có thể đến cứu thần tiên tông hay không, nhưng hắn ta nhất định có thể. Hệ thống, chữa trị cho họ giúp ta. Đối Diệp Cô Trần, Tây Môn Phiêu Tuyết, Trúc Ngọc Nhan sử dụng trị liệu. Bái kiến tông chủ. Tông chủ, cuối cùng người cũng về rồi. Vị này nè. Nói ra thì dài lắm. Để ta gặp vị Trần Đại Tướng Quân trước đã. Ngươi đã thương người của thần tiên tông ta. Ngươi đã giết thái tử. Không phải miệng của ngươi tuyên bố đại hội phong ma lần này không có giới hạn bất cứ cái gì hay sao? Cho dù thái tử là do ta giết thì cũng chẳng vi phạm quy tắc mà. Tông chủ của thần tiên tông bị ngu à? Trần Nhiệt đại tướng quân nói không giới hạn gì hết. Thế là hắn coi như không có giới hạn gì hết thật sao? Giết thái tử của đế quốc Duệ Nhật chẳng khác nào là tuyên chiến với đế quốc Duệ Nhật, đây chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Chúng ta vẫn nên tránh xa một chút để hóng hớt thôi, để tránh máu của thần tiên tông vấy lên người của chúng ta. Ban đầu chỉ muốn xem một vở kịch hay, kết quả ngươi lại không biết điều, ép ta cuốn vào trong vở kịch này. Vậy thì ta sẽ ở lại cùng ngươi diễn hết vở kịch này. Dám đả thương người của thần tiên tông ta, như nai thần trưởng, giết hết. Động như quan hỏa. Như nai thần trưởng. Tại sao ngươi lại bắt ta? Tại sao người ta lại bắt như nai thần trưởng của ta? Sau khi tiến vào cảnh giới huyền tôn, có thể bắt đầu thoáng hiểu về quy tắc của thiên địa. Mà chiêu thức động nhược quan hỏa mà hắn sử dụng chính là một loại quy tắc có thể học được bất kỳ công pháp tuyệt chiêu nào. Vậy mà hắn đã bước vào cảnh giới huyền tôn rồi sao? Hiện tại hắn chỉ mới bước một chân vào huyền tôn cảnh, nhiều nhất cũng chỉ là nửa bước huyền tôn cảnh. Nếu đã không phải là huyền tôn cảnh thực sự, vậy chẳng có gì phải e dè rồi.